Sửa chữa thiết bị di động nhớ tham khảo tại choosemart.com.vn nha anh em. Chào mừng trong thời gian anh em đã quay trở lại. Tôi là Cắm Lợn và tôi vẫn ân hại như mọi khi. Trong thời gian trở lại đây thì thị trường tầm trung nó bắt đầu bận rộn hơn khi mà Samsung bắt đầu nhúng chân quay trở lại, bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc làm điện thoại tầm trung của họ. Và trên màn mình đây là chiếc Redmi 7 và chiếc Galaxy A50. Hai chiếc máy có khá nhiều điểm tương đồng mà chúng ta cùng nhau so sánh trong video ngày hôm nay để xem với số tiền các bạn bỏ ra hai chiếc điện thoại tầm trung, mua chiếc máy nào sẽ đáng tiền hơn. Trước khi đi vào nội dung chính của video thì đây là một phút quảng cáo để kênh Xung Quanh Kiếm Sống. Anh em xem xong mà có nhu cầu mua một trong hai chiếc máy này hoặc tất cả smartphone nào đó của Samsung hay của Xiaomi thì link Hoàng Hà Mobile sẽ phần mô tả video, một địa chỉ rất là uy tín và là bạn đồng hành của kênh Xung Quanh Kiếm Sống rất lâu rồi. Anh em nhớ đến để mua, đặc biệt bạn Xung Quanh Kiếm Sống nhé. Ở đây chiếc Redmi 7 mình đang có là bản 4GB và 64GB, giá là 4.990.000 hay chúng ta thể làm tròn lên là 5 triệu đồng cùng bộ quà khuyến mãi khá là nhiều thứ tại Hoàng Hà. Chiếc Galaxy A50 cũng có 4GB RAM, 64GB bên trong và đang có giá hot sale từ giờ đến hết tháng 5 tại Hoàng Hà Mobile là 6,3 triệu đồng. Có bộ quà khuyến mãi và được phép kiểu tham gia chương trình bốc thăm may mắn trúng cái chuyến du lịch đi Hàn Quốc rất là hấp dẫn. Chiếc Redmi Note 7 này có ưu điểm là mặt lưng làm bằng kính Gorilla Glass 5 so với mặt lưng làm từ nhựa hay được Samsung gọi là giả kính Glastic trên Galaxy A50. Do vậy mình thấy chiếc Redmi Note 7 nó cho cảm giác cầm nắm cứng cáp và mướt tay hơn hẳn, tạo cảm giác nó sang trọng và nó cứng cáp hơn. Tuy nhiên thì cái phần màn hình trên chiếc Redmi Note 7 nó nhô cao lên khỏi khung máy nên là cái tạo cảm giác nó khá là khó chịu khi bạn vuốt từ cạnh sang, nó hơi bị cấn. A50 tuy chỉ là nhựa nhưng nếu không cầm lên thì trông cũng rất là ổn, còn khi anh em phải sờ vào cơ thì mới biết nó là nhựa. Thêm vào đó thì chiếc A50 không những vừa mỏng hơn vừa nhẹ hơn mà màn hình lại còn chuyển tiếp mượt mà với cạnh viền kiểu dạng cong 2.5D và sở hữu cục pin có số lượng ngang với Redmi Note 7 là 4.000 mAh. Cả hai chiếc máy này thì đều có cổng USB Type-C thời thượng, có loa ngoài đặt ở cạnh dưới và đều có jack cắm nghe 3.5mm. Redmi Note 7 thì lợi hơn một cái là có thêm cổng ngoại. Nếu anh em quan tâm đến cái việc là đi bật tắt điều hòa và tắt TV phá nhà hàng xóm thì hãy mua Redmi Note 7 luôn và ngay. Về màn hình, cả hai chiếc máy này đều có màn hình là kiểu dạng giọt nước, kích thước 6.3 inch cho Redmi Note 7 và 6.4 inch to hơn tí tẹo cho Galaxy A50. Đều có tỷ lệ là 19.5:9 khá là dài và cùng độ phân giải là Full HD+. Điểm khác nhau cơ bản là chiếc Redmi Note 7 sử dụng tấm nền IPS LCD và của Galaxy A50 là Super AMOLED. Nếu mà so sánh về màu sắc ở trên mặc định thì màn Redmi Note 7 cho màu sắc lạnh hơn, độ sáng có phần kém cạnh so với A50 một xíu. Thế nên là nếu các bạn quan tâm về màn hình thì A50 sẽ nhỉnh hơn. Nhưng mà Redmi Note 7 sử dụng Gorilla Glass 5, còn A50 thì sử dụng kính Gorilla Glass 3 thôi. Tóm lại phần màn hình nhá, màn hình A50 đẹp hơn, nhưng mà màn hình của Redmi Note 7 thì lại bền hơn. Ok, bây giờ là phần hiệu năng. Redmi Note 7 sở hữu con chip Snapdragon 660, còn Galaxy A50 trang bị con chip Exynos 9610, cây nhà lá vườn của Samsung. Test hiệu năng với các phần mềm là bao gồm AnTuTu này, Geekbench 4 này, Modem Max này thì cả hai máy cho điểm số khá là ngang nhau, không chênh lệch mấy. Còn bây giờ là phần test game. Đương nhiên liên quân phải test chứ, cái game này không test thì ăn đánh không trượt phát nào luôn. Đều chơi tốt ở cả hai máy với mức FPS quanh quẩn 60 và thiết lập đồ họa cao nhất. PUBG Mobile thì cả hai đều chơi tốt ở mức khung hình cao, nhưng A50 có vẻ nhìn hơn một chút về hiệu năng ở trong tựa game này khi cho phép thiết lập cái khung hình ở mức cực đại, tức là cao nhất. Tuy vậy chơi một lúc lâu sẽ hiện tượng bị tụt FPS, nên nếu mà các bạn mua Galaxy A50 thì mình khuyên là giảm thiết lập một chút sẽ ổn định hơn. Tiếp đến cũng là phần khá quan trọng, đó là camera, con mắt của chiếc điện thoại. Tuy không có camera góc siêu rộng như A50 nhưng bù lại camera chính của Redmi Note 7 rất xịn sò khi được trang bị cảm biến ISOCELL GM1 48MP với khả năng ghép 4x1 cùng ống kính khẩu độ lớn hơn là F1.8. A50 thì cảm biến chính là 25 chấm, nếu mà anh em kiểu quan tâm về chấm thì Redmi Note 7 chấm cao hơn. Nhưng mà nếu các bạn xem kênh Xung Quanh nhiều thì các bạn sẽ biết rằng chấm chẳng lên cái mắt gì cả. Với ống kính 25MP khẩu độ F1.7 lớn hơn Redmi Note 7 một chút, camera trước của Galaxy A50 cũng 25 chấm luôn, còn Redmi Note 7 là 13 chấm, cả hai đều khẩu độ F2.0. Thế nên là khả năng đo sáng thì theo mình thấy là sẽ có điểm lợi ngang nhau, còn tùy chất lượng cảm biến nữa. Cái này các bạn sẽ được xem ảnh ngay sau đây. Ảnh từ Redmi Note 7 cho lượng chi tiết tốt nhưng khử nhiễu hạt kém hơn Galaxy A50. Màu sắc trên chiếc Galaxy A50 cũng sống động hơn và điều này lặp lại cho camera selfie. A50 cũng cho màu sắc tươi tắn hơn, nịnh mắt hơn và giải nhạy sáng cũng tốt hơn. Thế nên rằng cái quan điểm của mình trước đến nay là Xiaomi chưa bao giờ có camera thực sự gây ấn tượng cả, thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm đấy đối với các cái dòng tầm trung này. Về khả năng quay video thì Redmi Note 7 quay được Full HD 60 fps, còn A50 tối đa là chỉ 30 mà thôi. Thì không biết tại sao kiểu game PUBG thì A50 được cho khả năng là máy mạnh ấy, máy được đặt đồ họa mạnh hơn. Nhưng mà đến phản quay camera thì chỉ cho độ phân giải Full HD 30 thôi. Cái này thì hơi củ chuối.
Mình nghĩ rằng cái con chip trên chiếc A50 này có thể làm được. Và không biết liệu về do Samsung họ cập nhật kiểu có nhét thêm vào không, bởi số chip đâu phải là yếu đâu. Thế nên là hiện tại bây giờ mà anh em muốn quay Full HD mượt mà uyển chuyển thì Redmi Note 7 hiện giờ đang ngon hơn. Còn chất lượng ra sao các bạn hãy xem trên màn hình ngay bây giờ. Cả hai đều có chống rung điện tử ở 30 hình một giây. Và Redmi Note 7 chống rung tốt hơn một chút so với mắt mình nhìn được. Nhưng chiếc A50 lại có khả năng thu âm tốt hơn. Xin chào các bạn, đây là video được quay từ camera của chiếc Galaxy A50 và chiếc Redmi Note 7. Đây, Redmi Note 7 bên này. Đấy, mình vừa mới trị xong. Đây Galaxy A50. Thì âm thanh thu lại được từ hai máy đấy, các bạn nghĩ sao về âm thanh? Thì hãy cho bọn mình biết ở phần comment. Hai ảnh nữa nhé. Còn bây giờ một cái trải nghiệm rất cơ bản thôi. Cái này là cái mình cảm thấy rất là khó chịu từ rất là lâu rồi. Đó là cả về vân tay. Cái này thì mình đã nói trong video đánh giá chiếc Galaxy A50. Anh em thể xem trên góc bên này. Đó là cả về vân tay rất xịn sò của A50 nhé. Một phần khiến cho nó có mức giá cao hơn chiếc Redmi Note 7 đó là cả bế vân tay quang học đặt bên dưới màn hình, rất là xịn sò đúng không? Nhìn máy ơi, máy này không cả bế vân tay ông ơi, cùi ấy. Vân tay nó xịn lắm, tàng hình dưới màn hình nghe có vẻ xịn. Nhưng mà về cả độ chính xác và tốc độ cũng như cái trải nghiệm tìm những cảm bế vân tay để đặt vào, nó đều thua xa Redmi Note 7. Mặc dù có một cái công nghệ cũ hơn, truyền thống hơn, nhưng mà những công nghệ này đã có rất lâu đời rồi và được chứng minh có rất nhiều năm. Nó nhanh hơn, nó chính xác hơn và nó dễ tìm rất là nhiều. Các bạn cầm máy lên một phát thì đương nhiên ngón tay bạn sẽ tự nhiên đặt vào cái chấm tròn ở sau lưng và nó rất là dễ tìm. Và đó là video so sánh và chia sẻ về hai chiếc smartphone tầm trung. Theo như mình thấy thì cái bài so sánh hôm nay, cái phần thắng hơi bị nghiêng với Redmi Note 7. Còn không biết anh em cảm thấy thế nào, đó có điểm các bạn ra làm sao, mời bình luận ở bên dưới. Còn nếu mua điện thoại của Samsung hay Xiaomi thì đến Hoàng Hà Mobile, link luôn dưới phần mô tả video. Nếu thấy video hay, nhớ like, subscribe để chúng ta gặp lại nhau trong các video khác miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào anh em, bye bye.